Xin chào tất cả mọi người, mình là Khánh, là kế thực viên của công ty cổ phần Đại Thành. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái thiết bị mới của công ty cổ phần Đại Thành hiện tại đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Đó là dàn chặn phẳng mặt ruộng. Thì mọi người xem hết clip để biết hết cái tính năng cũng như là cái lúc nó hoạt động thực tế trên đồng ruộng như thế nào. Mọi người cùng theo chân mình nhé. Đây là cái mảnh đất trước khi chúng tôi thực hiện cái dàn chặn phẳng. Thật sự để làm ở trên cái miếng ruộng này thật sự là một thử thách. Bởi vì hiện tại là mặt ruộng rất là xấu. Cái mà độ xới thì nó sẽ không sâu, không đủ sâu để cho cái dàn chặn nó hoạt động tốt được. Với lại thứ hai nữa, rất là nhiều gom gạ và cục đất nó rất là to. Đây mọi người có thể xem đất nó rất là to. Và bây giờ mình sẽ đi lên trên máy, mình sẽ quay thực tế cận cảnh cái dàn chặn phẳng nó hoạt động như thế nào cho mọi người cùng xem đó. Ok, đây là quá trình mà máy cài hút đất từ ở nơi cao nè đang chạy xuống điểm thấp. Thì sau khi mà chạy vòng qua cái điểm thấp rồi á, máy cài nó thì cái dàn chặn nó sẽ tự động để nhả đất ra. Đấy, mọi người thấy có đất mới vào lỗ thấp rồi nè. Đấy, máy cài đang chạy lên điểm cao để lấy đất rồi. Đấy, mọi người thấy cái dàn chặn nó đang có đất. Đấy, dàn chặn đang hút đất vào. Đấy, mọi người thấy là cái dàn chặn đang có đất. Anh tài xế đang chạy xuống cái điểm thấp. Đấy, mọi người nhìn thấy từ từ đất nó sẽ nhả ra hết trong cái dàn chặn phẳng. Đấy, hết đất rồi đấy. Đấy, sau khi xem trình diễn xong thì mình sẽ hỏi một người nông dân và cũng là chủ của cái mảnh đất đang thực hiện cái trình diễn này. Xem chú có nhận xét như thế nào về cái dàn chặn phẳng này nhé. Con xin chào chú Khải. Không biết là chú sau khi mà xem trình diễn cái dàn chặn phẳng thì chú cảm thấy cái dàn chặn phẳng này theo chú thì chú đánh giá nó như thế nào? Trong 2 ngày qua thì cái dàn chặn phẳng tôi đã sử dụng trên 2,6 ha. Thì cái dàn chặn phẳng thì nó đạt hiệu quả rất tốt. Cái nhu cầu cần được chặn phẳng cái máy này thì mặt đất nhất phải khô ráo, thứ hai là hạn chế rơm rạ trên đồng ruộng. Thì bây giờ vì cái vấn đề là cái máy thì là chỉ biết đây là chặn phẳng, tức là chặn phẳng với cái diện tích là tương đối, ví dụ là diện tích đã sản xuất lúa rồi, đã canh tác lúa rồi nhưng mà nó chưa được bằng phẳng thì nên sử dụng cái dàn chặn phẳng này thì tôi thấy đạt hiệu quả rất cao. Dạ, thì chú đánh giá, chú nhận xét về cái độ chính xác nó như thế nào chú? Nếu mà tôi đánh giá vào cái độ chính xác thì trên 90%, tức là ví dụ như nó chênh lệch trong trong một ha thì cái độ mà giữa cái chỗ cao và cái chỗ thấp trong một ha, tức là nó chênh lệch nhau, tức là không quá 3 cm, từ 2 đến 3 cm thôi chứ không đâu. Dạ, theo chú thì nó có phù hợp với lại những cái khu vực cánh đồng ở đây hiện tại của mình không chứ? Thì thật sự thì cái máy này thì nó rất phù hợp cho cánh đồng ở hiện tại của tôi. Dạ. Nhưng mà vì cũng là về nó phải cái nhu cầu nó cần thiết, tức là phải cái mùa khô ráo mùa nắng thì cái đó là hiệu quả còn đạt cao hơn nữa. Dạ, con cảm ơn chú Khải.